Xin kính chào quý cô chính trị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kg ạ, rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp. Những cái cây lan đang mùa nụ mùa hoa rất là tuyệt vời luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô giáng hương đuôi chồn ạ. Giáng hương đuôi chồn, hàng lá xếp, và cái lô này về hàng thì đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị này. Mùa ghép đuôi chồn tuyệt vời. Nói chung là cây thì nó cũng không quá lớn nhưng mà không quá nhỏ và tầm trung. Nói chung là những cái cây như thế này cô chú anh chị về ghép thì cuối năm có thể mỗi một cây có thể cho khoảng tầm 2 cần hoa rồi ấy cô chú anh chị. Cây to đẹp luôn ạ. Và cái hàng này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em cũng có một số cây là cái lô chồn nhỏ, những cây chồn nhỏ. Thì ở đây em có 3 cái lô chồn nhỏ. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 có 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây. Thì cái lô này em xin phép được bán với giá sẽ là 45.000 cho lô số 1 ạ. Lô số 2 ở đây thì em có tất cả là 18 cây cô chú anh chị nhé. 18 cây em bán là 55.000. Và lô số 3 thì cái lô số 3 này có 21 cây và em cũng sẽ bán là 55.000. Đấy thì em có những cây chồn nhỏ và những cây chồn to và đẹp như thế này. Cô chú anh chị có thể tìm có thể sưu tầm. Và sang bên này đây thì cũng là một cái lô giáng hương tam bảo sắc, hôm nay về đẹp, đẹp xanh mướt luôn. Mài giá vô cùng yêu thương cho cô chú anh chị, đó là em bán với giá chỉ có 150.000 cho 1kg hàng của ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn kiểu hàng giúp em. Hàng đây này sẽ là 150.000 trong kg. Với dòng hàng quốc dân mà có lẽ những ai chơi lan không thể thiếu trong sân vườn. Hoa vô cùng là thơm, độ thơm có thể sánh với cả hoàng nhạn. Dễ thuần, dễ chăm, và cái mùa này là mùa ghép đẹp tuyệt vời nhất cô chú anh chị nhé. Hàng này thì ghép vừa tầm, trụ hay là chậu đều rất là đẹp luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng tiểu hồ điệp ạ. Cái dòng tiểu đồ hồ điệp này thì khi mà sổ hoa ấy, hoa đa màu sắc rất là đẹp luôn nhé. Màu hồng, màu đỏ, màu hồng thì có thể hồng đậm hoặc hồng nhạt, hoặc là có những cái màu đỏ. Nói chung là cây bé như vậy thôi nhưng cần hoa vươn rất là cao, đẹp cô chú anh chị ạ. Dễ thuần, dễ chăm. Hiện tại thì có những cây tiểu hồ điệp nó vẫn còn đang có nụ này cô chú anh chị này. Đó, cái cần hoa vươn cao đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây này. Cái dòng tiểu hồ điệp này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 cho 1kg tiểu hồ điệp thôi. Em sẽ bán từ 0,3kg. Đó, với số tiền nhỏ cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cây lan đẹp luôn ạ. Sang bên này đây thì em có dòng sơn thủy tiên. Nói chung là hôm nay thì em đủ những cái mặt hàng kg để cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Hàng sơn thủy tiên cắt tỉa sạch sẽ và đẹp như thế này. Hiện tại cây cũng đang bắt đầu là cái mùa mầm gốc mới nhé cô chú anh chị nhé. Đang bắt đầu là mùa mầm mới ạ. Sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá sẽ là 180.000 cho 1kg. Cùng dòng với cả sơn thủy tiên thì em có hoàng thảo hoàng lạp đây ạ. Hoàng lạp, đấy, hàng về xanh mướt như thế này, cực đẹp luôn ạ. Hoàng lạp với cả sơn thủy tiên cô chú anh chị nhìn nó khá là giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà cái sơn thủy tiên lá nó sẽ dày hơn, tròn hơn cô chú anh chị nhé. Em bán hoàng lạp này với giá là 140 cho 1kg. Và sang bên này đây thì em cũng có một cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cũng là cái lô hàng thân lùn ngắn, vừa tầm ghép đẹp mê ly luôn như vậy. Em bán cái hàng này với giá chỉ có 300.000 cho 1kg kiều tím thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có một cái
lô hàng hoàng thảo đơn cam. Cô chú anh chị nhìn tham khảo cái dòng đơn cam nhiều, cô chú anh chị biết rồi, những cây đơn cam như vậy là hàng dài rồi cô chú anh chị nhé. Bởi vì những cái cây đơn cam này nhiều khi về nó chỉ ngắn như là cái đốt ngón tay thôi cô chú anh chị ạ. Những cây này đủ có thể cho hoa, cho trưởng thành cho hoa hết rồi. Ấy, hiện tại thì cây đơn cam này cũng đang bắt đầu là cái mùa mầm mới. Mỗi dòng hàng mà có sắc hoa cam lửa mà hàng thuần thì người ta bán cực kỳ là đắt đỏ luôn cái dòng đơn cam này. Xin phép em bán là 500.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhé. 0,1 thì cũng thoải mái, cô chú anh chị có thể sưu tầm những giò đơn cam đẹp rồi. Sau bên này đây thì em có cái lô nhất điểm hoàng, một cái ôm rất nhiều như thế này. Em bán với giá chỉ có 40.000 cho một lô này thôi ạ. Và bên này đây ạ, bên này đây thì em có hàng cân, em bán với giá 80.000 trong 1 kg. Sau bên này thì là lâu lắm rồi, thực sự là rất là lâu rồi. Em mới có về cái lô kiều vuông cánh trắng ạ. Hàng thân mập nù ú ụ này cô chú anh chị này. Dòng kiều vuông này bình thường người ta có thể kích hoa để nó nở vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Dòng kiều vuông cánh trắng ạ. Hàng rất là đẹp như thế này này. Và em xin phép bán kiều vuông cánh trắng này với giá là 250.000 cho 1 kg. Cái dòng kiều vuông cánh trắng này thời điểm bây giờ em thấy là đa phần người ta phải bán tầm 280 mà săn mãi. Thì em mới có một cái lô hàng gọi là giá nó vừa chăng để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây kiều vuông đẹp cho sân vườn cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hài ạ. Đây là sẽ là dòng lan hài Cosi. Hàng dòng lan hài Cosi này thì nó sẽ nở hoa vào mùa thu, nên là cái thời điểm bây giờ là tầm ghép đẹp của cái dòng lan hài này luôn. Cô chú anh chị có thể được sở hữu những cái bông hài rất là đẹp vào mùa thu tới. Giá em bán hài Cosi này sẽ là 120.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Henry ạ. Dòng hài Henry, cây thì bé nhỏ nhưng khi sổ hoa với những cái bông hoa mang hình dáng chiếc hài với cánh sáp hoa màu tím đậm rất là đẹp như thế này, bông hoa rất là to cô chú anh chị nhé, cánh sáp dày cực kỳ là bền hoa luôn. Đấy, dòng lan hài Henry ạ. Hoa rất là xinh đẹp luôn như thế này. Thì cái dòng lan hài Henry này em sẽ bán với giá sẽ là 130.000 cho 1 kg thôi. Thì đó, cái dòng lan hài Henry nhé cô chú anh chị nhé. Helen ạ, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Khi nói đến cái dòng lan hài của Việt Nam thì chắc chắn người ta không thể nào không nhắc đến cái dòng lan hài Henry, hài Helen ạ. Cái dòng hài mà nó sẽ nở hoa vào cái đầu thu này tới này. Hiện tại thì thậm chí những cái cây nào mà nó mèo sớm ấy thì bây giờ nó đã cho mèo rồi cô chú anh chị nhé. Hoa vô cùng là xinh đẹp luôn. Phân bố hẹp nhưng lại dễ thuần, dễ chăm và sai hoa. Ở mọi vùng miền có thể cho dễ trồng, dễ chăm ở mọi vùng miền luôn ạ. Cái lô này thì em có cái hài Helen ở cái lô này em gọi là lô số 1 nhé. Lô số 1 em xin phép được bán với giá sẽ là 60.000. Lô số 2 cũng là 60.000. Mỗi một lô cô chú anh chị phải làm được 2 giò. Và chắc chắn rằng là với số tiền này cô chú anh chị có thể sở hữu những giò lan hài rất là đẹp trong mùa thu tới 1-2 tháng tới ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm lại cho em cái lô kiều vuông rất là đẹp ở đây ạ. Ngắm lại cái lô kiều vuông rất là đẹp ở đây này cô chú anh chị này. Lô giáng hương tam bảo sắc, hàng về rất là đẹp luôn như thế này. Cũng là cái dòng lan hài thì em còn có cái dòng hài hương cô chú anh chị. Cái dòng hài hương một trong ít những cái dòng lan hài mà nó sẽ nở hoa và có hương thơm như là cái cây hài hàng luôn, cái bông hoa của nó. Có những cái bông hoa nó có thể to như là cái bát con luôn cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em có một số hình. Hình này em gọi là cái hình 36 hài hương này cô chú anh chị này, cực dễ thuần dễ chăm luôn. Hình này em xin phép được bán với giá chỉ 180.000 thôi ạ. Là hình số 36, hình 37 là hai cặp, một cái cặp cây mẹ con này và một cái cây đơn rất là đẹp như này. Hình này em bán 150.000 và hình số 3 sẽ hình số 38 sẽ là một cái hình cực vip luôn. Cái dề hài hương lá tròn vo, lá to mít rất là đẹp cái dề này. Xin phép em bán 200.000 và hình tiếp theo hình 39. Cái lô hài hương này em bán có 120.000 thôi. Hình tiếp theo 40 một cái dề hài hương cây to bự như này. Một cái phần hài hương cây bản lá to có thể đạt đến cả 5 sen luôn cô chú anh chị nhé. Và cái dề này em bán 220.000 ạ. Và sau bên này đây thì hoàng lạp thì em có bán hàng cân bên kia. Em có hàng kg bên này này cô chú anh chị này, em bán là 140. Thì ở bên này em còn có cái hàng hàng dề, một số dề nó to và em đã bán theo dề này. Em gọi là dề hoàng lạp số 1 này. Dề hoàng lạp số 1 này về cô chú anh chị là một giò đẹp luôn ạ, 90.000. Dề hoàng lạp số 2, một cái dề phải nói cực khủng luôn này. Rất là khủng luôn, đang lên mầm rất nhiều ạ. Một cái dề rất là to như thế này cô chú anh chị nhá. Đó, cực to luôn ạ, siêu đẹp như thế này. Cái dề này em xin phép được bán với giá là 200.000 cô chú anh chị nhé. 200.000 về cô chú anh chị tìm một cái giá thể ốp nó lên thì đến mùa hoa là xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ.
Với dì hoàng lạp rất là to như thế này, 200.000. Sang bên này đây sẽ là những cái cây vanda hương chanh, hay còn gọi là mỹ dung dạng hương, cực kỳ là thơm, và đặc biệt là sẽ thơm vào vào buổi tối, là cái hương thơm sẽ rất là tuyệt vời luôn ạ. Cái lô mỹ dung dạng hương này em, lô vanda này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 này em xin phép được bán với giá là 60.000, những cây xếp rất là đẹp ạ. Lô số 2 ạ, lô số 2 cũng là một giò đẹp luôn này, 50.000 cho lô số 2. Lô số 3 cũng là 50.000 cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài vệ nữ, hay còn gọi là tiên hài, xanh mướt và rất là đẹp luôn, hứa hẹn cho một mùa hoa tuyệt vời ạ. Em bán nha, một cái chậu hài vệ nữ như vậy với giá chỉ có 100.000 thôi ạ. Sang bên này đây thì những cái giò lan thuần phải nói là siêu rẻ đẹp luôn. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là giả hạc Hawaii cô chú anh chị ạ, giả hạc Hawaii ạ. Chưa bao giờ cái giả hạc Hawaii nó rẻ đến như vậy này. Một cái chậu giả hạc Hawaii rơi vào ít nhất là 6 thân, và có những thân thậm chí hiện tại dài tầm 40 sen rồi cô chú anh chị nhá. 40 sen rồi ạ. Có những thân dài đến 40 sen rồi cô chú anh chị này. Cái chậu Hawaii như này thì người ta phải bán tầm trên 200 ạ. Thì hàng của nhà em nhá, Hawaii giá ở đây chỉ có, hôm nay em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Và chắc chắn một điều rằng sau cái lô này thì sẽ không có cái hàng nó rẻ như vậy nữa cô chú anh chị nhá. Hawaii trước đây người ta bán mỗi một thân hơn 100.000, giờ cả một cái giò đẹp như thế này, hoa nở Tết đẹp như thế này có 110.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những cái giò, bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Pháp ạ, những cái chậu giả hạc Pháp này cô chú anh chị này. Đến cuối năm những cái thân giả hạc Pháp này sẽ có những cái thân có thể đạt dài cả mét, và hoặc là thậm chí là hơn mét. Cái dòng hoa cũng sẽ nở vào thời điểm Tết, cô chú anh chị biết rồi. Giả hạc Pháp, một cái chậu giả hạc Pháp như thế này, tính cả thân ngắn dài, chắc nó phải rơi khoảng tầm chục thân cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Và em bán một cái chậu giả hạc Pháp như thế này ạ, chỉ có giá 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. 120.000 thôi để cô chú anh chị sở hữu một cái giò giả hạc Pháp, sai bông từ gốc đến ngọn ạ. Sang bên này đây thì em có những chậu lan trầm cổ, hay còn gọi là trầm than củi. Cái chậu trầm cổ này thì cô chú anh chị chơi lan nào lâu thì biết rồi. Trước đây để mà sở hữu một cái thân trầm cổ thôi cũng là một cái điều rất là xa xỉ luôn. Không phải tự dưng mà nó có tên là trầm cổ đâu ạ, bởi vì nó là cái loại lan rất là đẹp mà đã được giữ giống rất là lâu rồi. Tên của nó là trầm than củi. Khi mà cái thân của nó còn đang ngắn nhỏ, đang độ phát triển ấy, sẽ là màu xanh, đến khi già thì thân sẽ chuyển sang màu đỏ và xoắn rất là đẹp luôn. Đấy. Trưởng cây trưởng thành khi mà cô chú anh chị chăm đạt có thể dài cả 2 mét và thân to như cái đốt, to như cái ngón chân cái luôn cô chú anh chị nhé. Đó là dòng lan trầm cổ đấy ạ. Thì hiện tại một cái chậu trầm cổ như vậy nó phải rơi khoảng tầm 6 thân trở lên. Đó, cây đang đi ngọn rất là đẹp. Cái sắc hoa thì tím đậm đà tuyệt vời luôn. Em xin phép bán một cái chậu trầm cổ như thế này chỉ có 120.000 thôi. Đó, sang bên này đây là những cái chậu trầm trắng. Cô chú anh chị này, chậu trầm trắng. Trầm đỏ hay trầm trắng thì đều có vẻ đẹp hoàn hảo riêng, dưới cái góc nhìn một cái vẻ đẹp riêng của nó. Trầm đỏ thì cái sắc hoa nổi bật tạo cảm giác ấm cúng, còn cái màu trầm trắng thì tạo cái vẻ đẹp nhã nhặn, thanh khiết tuyệt vời ạ. Cả hai cái loại trầm đều rất là đẹp. Một cái chậu trầm trắng như thế này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 120.000 cho một chậu trầm trắng của chú anh chị nhé. Đảm bảo là hàng chuẩn mặt bông cây giống. Nói chung là quá là rẻ so với cái vẻ đẹp mà nó có thể mang lại, thẩm mỹ mà nó có thể mang lại, cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu thiên nga nhé cô chú anh chị. Những cái cây thiên nga cô chú anh chị có thể nhìn cho em, tất cả những cái giò thiên nga này rồi là năm trước nó đều đã cho hoa rồi, nên là chắc chắn một điều là không có lý do gì những cái giò thiên nga này sau này không cho cô chú anh chị hoa ở mùa hoa của nó đâu ạ. Một cái chậu thiên nga màu đỏ ạ, trồng thuần sẵn trong chậu rất là ổn định như thế này, về cô chú anh chị chỉ việc cho phân, chăm sóc để đợi ngày ra hoa thôi. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 110.000 thôi. Sang bên này đây thì sẽ là những cái giò đen đỗ úc mắt đen này cô chú anh chị này. Cái giò phải nói là siêu khổng lồ, siêu khủng bố luôn. Những tác phẩm đen đỗ úc tuyệt vời ạ. Một cái giò như vậy hơn chục thân, mỗi một thân to như cái ngón chân cái luôn cô chú anh chị nhá. Có cái thân của nó to như cái ngón chân cái luôn ạ. Đẹp xuất sắc luôn như thế này. Thì một cái chậu đen đỗ úc này thì em chỉ bán với giá có, chậu nào cũng như chậu nào nhá cô chú anh chị nhá. Nên là cô chú anh chị cứ yên tâm cho em, chậu hơn chục thân. Đấy, cây đang bắt đầu đi vào giai đoạn thu ngọn rồi, nên là đến Tết cô chú anh chị sẽ có những giò lan cực kỳ là tuyệt vời để mà thưởng thức luôn. Em bán 250.000 trong cái giò đen đỗ úc mắt đen, những siêu phẩm tuyệt vời như thế này. Thay vì vội vàng khi đến ngày Tết mình mua hàng Trung Quốc, những cái giò dendro của Trung Quốc với cái giá 2 thân hơn 200.000, thì ở đây cô chú anh chị sở hữu 250 trong cái giò
hơn chục thân, với loại đen đỗ mắt đen với hoa tím đậm đà, cánh bầu tròn, bông hoa to và bền hoa hơn 2 tháng khi mà nó nở hoa ấy. Đấy, đủ tiêu chuẩn để mà gọi là những cái dòng lan đáng thưởng thức nhất, với giá chỉ có 250 cho một giò. Còn bên này đây ạ, sẽ là những cái giò lan thân to đùng đưa này cô chú anh chị này, to như cái ngón tay cái, to hơn cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị nhá, đây ạ, phình thân to hơn cái ngón tay cái luôn. Đây là những cái giò dendro hoa vàng, mắt có thể là đỏ nâu hay là nâu đỏ hay là nâu đen cô chú anh chị nhá. Đã, mặt bông chuẩn như thế này nhá, em bán hàng là chuẩn mặt bông cây giống. Một cái dòng hàng mà hiện tại trên thị trường đang còn rất là ít và cực kỳ là đắt đỏ. Nhân giống vẫn còn đang nhân giống được rất là ít và đắt đỏ. Ở đây trên thị trường cô chú anh chị có thể thấy này. Đó, trên hội trao đổi kinh nghiệm hoa lan vào ngày 10 tháng 2 tức là trong năm nay thì người ta bán một cái chậu như vậy với giá 350. Đó, đấy là cái giá thật sự ở trên thị trường người ta đang bán cô chú anh chị nhá. Thì ở đây ạ, một chậu của em nó sẽ rơi hơn những cái thân mà người ta đang bán ở đó. Cái chậu cực kỳ là đẹp như thế này. Em bán chỉ có 190.000 cho một giò thôi. Đó, rẻ nhưng em bao chuẩn mặt bông cây giống, giống như là hàng người ta đã bán cô chú anh chị nhá. Bao chuẩn mặt bông cây giống như hàng người ta đã bán. Hơn 300.000 thì ở đây em bán 190.000. Đấy, thì nói chung là cái hàng của em thì cái giá thì em nhập về rẻ thì em sẽ bán rẻ cô chú anh chị, còn đắt thì em sẽ bán đắt, và đảm bảo cô chú anh chị rằng là cái giá cực kỳ là cạnh tranh. Đó, không có sự cô chú anh chị khi mua hàng bên em không sợ hớ, cũng như là không sợ về cái mặt bông là không chuẩn mặt hàng cô chú anh chị nhé, không chuẩn cây giống ạ. Sang bên này đây thì em có những cây địa lan quân tử này, cây địa lan quân tử ạ, một cây to đùng như vậy, nhiều cặp lá này, có 70.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị mình có thể trồng trong phòng khách, phòng ngủ hay là bàn làm việc, vừa tạo không gian xanh, vừa mang cái lại tác dụng rất là tuyệt vời, đó là loại bỏ chất khí độc hại trong không khí, loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn, tạo một không gian phải nói là cực kỳ là tuyệt vời ạ. Bên này thì em có những cây hoàng tử áo trắng, cái chậu cây khỏe và dễ thuần dễ chăm mà cho hoa quanh năm luôn, hoàng tử áo trắng 180.000 cho một giò. Và sang bên này đây, thì em có những cái chậu cát lea, dòng cát gọi là cát mini, nhưng cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng cát này, nói là cát mini nhưng cô chú anh chị có thể thấy là bông hoa của nó rất là to và sắc hoa thì phải nói là xuất sắc như thế này cô chú anh chị nhé. Thì một cái giò lan cát cực kỳ là khỏe đẹp đang lên mầm này cô chú anh chị này. Đó, nó lên mầm mới và đồng thời nó sẽ lên mèo cô chú anh chị nhé. Lên mầm liên tục và sẽ cho mèo hoa liên tục ạ. Một chậu nhiều thân và đẹp như thế này ạ. Đó cô chú anh chị này, lên mầm và lên mèo liên tục. Em bán một giò như vậy với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, lên mèo và cho hoa liên tục nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan vũ nữ đẹp và đáng sưu tầm. Nói chung là dòng vũ nữ thì nó có ưu điểm hơn cái dòng lan rừng, đó là nó cho mình hoa quanh năm. Cây giống thì rất là dễ thuần dễ chăm mà hoa bền thơm. Đó, nó là có những cái đặc điểm rất là tuyệt vời như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Thì ở đây đây là những cây lan vũ nữ mà em nghĩ rằng ai chơi vũ nữ chắc chắn là đều muốn sưu tầm ạ. Đầu tiên sẽ là cái dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh rất là đẹp như thế này ạ. To thân giả hành to bự và cực nhiều thân đẹp như thế này. Hứa hẹn cho một mùa hoa tuyệt vời với giá 140.000 cho một giò vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là một cái mặt bông cũng rất là độc đáo, rất là đẹp luôn. Đó là cái dòng lan vũ nữ cam lửa hay còn gọi là vũ nữ mèo cam ạ. Khi sổ hoa mang hình dáng những chú mèo rất là xinh đẹp ngộ nghĩnh, màu mèo cam lửa rất là tuyệt vời luôn. Hiện tại cây đang nụ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Chậu nhiều giả hành bự và đẹp khỏe như vậy với giá em bán 180.000. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ ạ. Mỗi một chậu ngọc nữ như vậy hiện tại đang lên rất là nhiều nụ, có những cây 2 nụ, có cây 3 nụ, 4 nụ. Nụ đó, chậu hoa nhiều giả hành đẹp như thế này. Với giá em cũng bán là 180.000 cho một giò. Sang bên này đây em có phụ nữ sô cô la baby đang nụ. Cô chú anh chị nhìn cần hoa vươn cao cả mét và phân nhánh chi chít này luôn. Đó, dòng phụ nữ sô cô la baby, cái giả hành bự tràng này em bán 180.000 cho một giò cô chú anh chị. Mua phụ nữ lưu ý cho em, có thể có những cái cây lan chậu phụ nữ người ta có thể bán hơn, rẻ hơn. Nhưng mà cô chú anh chị lưu ý là dòng phụ nữ nó có hai loại. Hoàng hậu này, phụ nữ sô cô la này hai loại, nó có loại thân giả hành bé, cái cần hoa nó sẽ thấp. Còn đây sẽ là cái giả hành to và cái cần hoa vươn dài cả mét và chỉ cần một nụ thôi. Đảm bảo cũng có một cái giò lan đẹp mê luôn cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một giò ạ. Và tiếp sang bên này đây ạ, thì em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp.
Những cái giò lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, cô chú anh chị có thể lựa chọn những phần lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn nhà mình nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Thì ở đây em có một số những cây, đầu tiên sẽ là hình số 1 ạ. Hình số 1 này sẽ là ba ngọn tam dáng hương tam bảo sắc. Và ba ngọn này thì là ba ngọn tam bảo sắc lớn. Thì cái lô bên kia sẽ là hàng chung chung thôi cô chú anh chị nhé. Đây này, hàng chung chung thôi, đẹp như thế này. Đó, nói chung vừa tầm ghép xinh lắm luôn ý. Với giá là 150.000 thôi, quá là rẻ luôn, quá là giảm sốc luôn. Thì ở đây cô chú anh chị cũng có thể mua những cây này dài hơn. Em có một số hình nó cây nó dài hơn. Cái hình này em gọi là hình số 1 nhé. Em bán với giá 90.000 cho hình 3 cây này ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này thì có hai ngọn tam bảo sắc. Trong đó có một ngọn thì nó siêu VIP luôn vừa rồi. Cái bùa hoa vừa rồi hình như đâu là có riêng ngọn này không, có 6 cần hoa ấy cô chú anh chị. Đấy, cây không bỏ lá chân, cực tươi. Cây bên này nữa này. Đó, có hai ngọn tam bảo sắc đẹp mơ màng như vậy. Và em bán là 110.000 cho hai ngọn này. Sang bên này đây sẽ là quế lan hương, quế trắng tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Cái lô này em gọi là cái hình số 3. Hình số 3 này có tổng là tất cả 11 cây. Hàng này thì làm cây giống thôi cô chú anh chị ạ. Đây này, vẫn có nụ nhá, quế trắng tháng 8 cô chú anh chị ạ. Một cây quế nhỏ xinh nở thôi cũng đủ cho cô chú anh chị có thể có được một cái giò hoa thơm ngát ạ. Ngắm thôi cô chú anh chị cũng có thể cảm nhận được cái mùi hương thơm từ nó rồi cô chú anh chị. Cái hình quế lan hương này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? 11 cây luôn đấy cô chú anh chị. Mà nhỏ thôi nhưng có vỏ, cũng có những cây đang có nụ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đây này. Đó, cũng có, em thấy là lúc nãy em thấy là có một cây cũng có nụ rồi ạ. Cái lô này em bán với giá chỉ 80.000 thôi. Cô chú anh chị lấy về làm giống này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 4. Cái lô này thì rất nhiều cây đang nụ luôn này. Đó, rất nhiều cây đang nụ luôn. Hình này là cái hình số 4 thì em xin phép bán nó với giá sẽ là, hình này em bán với giá là 90.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 5. Hình này thì rất là nhiều cây. Cái hình này có 8 cây cô chú anh chị nhé. Hình 8 cây và cũng nhiều cây đang nụ luôn ạ. Rất là nhiều cây đang nụ luôn này. Như cây này có đến 2 cái vòi bông luôn ạ. Cực xinh luôn này. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 này cô chú anh chị. Hình số 6 này thì em có tất cả là 1, 2, 3 bốn ngọn quế, trong đó có 5 ngọn thì ngọn thứ 5 này bị gãy cho chú anh chị nhé. Thì cái hình này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 100.000. Và sang hình tiếp theo là một cái rề quế cực kỳ là VIP luôn. Đó, một cái rề quế ngọn to đùng luôn này cô chú anh chị này. Đó, có ngọn dài có khi là dài cả 5-60 phân gì đó, và trong đó thì có ngọn lá nhăn nhé cô chú anh chị nhé. Này, có ngọn lá nhăn đấy ạ. Đó, em sẽ quay xa để cô chú anh chị cùng xem này. Đang có những cây đang nụ này cô chú anh chị này. Có những cây đang nụ ở đây nhá. Một cái rễ quế rất là to như thế này này cô chú anh chị này. Khi mà cái giò quế này nở hoa, những cái rễ quế này mà nó nở hoa chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái giò quế phải nói là xuất sắc tuyệt vời ạ. Cái rễ quế lan hương này có một ngọn lá nhăn và rất nhiều ngọn như thế này, ngọn to như này. Thì trong đó có một cái ngọn to này nó bị gãy ngọn ở đây cô chú anh chị nhé. Thì em cũng báo luôn. Đó, thì cũng có những cái ngọn nó... Thì hàng nói chung là đẹp cô chú anh chị ạ. Một cái rễ quế này xin phép được bán với giá là 500.000. Là cái hình số 7 nhá. Hình số 8 là một cái rễ quế lá phải nói là siêu mượt mà luôn. Quá là mướt đẹp luôn ạ. Đấy, nguyên rễ mà không bỏ lá chân này, phần gốc nhỏ tí rất là đẹp luôn như thế này, mà cực kỳ là nhiều nụ đang nhú nụ ở đây ạ. Chắc chắn là một cái giò quế quá là xuất sắc trong mùa hoa tới đây cô chú anh chị này, rất nhiều nụ ở đây. Đó, cái giò quế này em sẽ đây, cái giò quế này bao nhiêu ngọn đây, 1 ngọn 2 ngọn 3 ngọn 4 ngọn 5 ngọn lớn và rất nhiều ngọn con bên dưới cô chú anh chị nhá. 5 ngọn lớn, rất nhiều ngọn con bên dưới mà nụ đang lên rất đẹp ạ. Cái rễ quế này em xin phép được bán với giá là 550.000 cho giò quế lan hương. Thế tròn vo, lá căng bóng mượt và nhiều cây con không bỏ lá chân rất là đẹp này, 550.000. Sang bên này đây thì em có kiều tím miền Trung hay kiều hồng. Em bán hàng cân bên này này. Đấy, hàng cân 300.000, thoải mái cô chú anh chị chọn và hàng cắt tỉa đẹp cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cho em. Em có cái gì hình kiều tím miền Trung này. Hình kiều này em gọi là cái hình số 9 này. Hình này em bán với giá chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. 120.000 cho được một cái rễ kiều quá đẹp như vậy ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 10. Một cái rễ cực bự luôn. Đó, giò này mà đến mùa hoa thì tác phẩm tuyệt vời luôn ạ.
thân tròn đều ngắn vừa, rất là đẹp. Phần gốc của nó là chỉ cần chọn giá thể ốp lên thôi. Dề này em bán 350.000 là hình số 10 ạ. Hình số 11 là một cái dề lá mít tròn vo rất là đẹp luôn. Em bán là 160.000 là hình số 11. Hình 12 cũng là một dề cực xinh ở đây. Hình 12 này em bán là cũng với giá là 160.000. Đây lên mầm rất là đẹp. Và hình số 13, cái dề cực bự cũng rất là bự và đẹp luôn. Đó, cái phần gốc của nó này cô chú anh chị này, lá cũng tròn và rất là đẹp như này. Dề này em xin phép được bán với giá là 270.000, là cái hình số 13, hình tiếp theo số 14 ạ, cực xinh luôn ạ. Hình số 14 này em bán với giá sẽ là 170.000. Và hình tiếp theo số 15, 140.000 ạ. Hình số 16 ạ, quế số 16 với giá chỉ có 130.000 thôi, quá là rẻ bèo cho cái giò quế giò kiều đẹp như này. Và hình tiếp theo, hình số 17 ạ. Kiều số 17. Hình số 7 này, hình số 17 này em bán với giá là 170.000 nhá, cho dề kiều rất là đẹp này ạ. Tiếp theo số 18 là một cái phần dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Cái lô dáng hương đuôi cáo này sẽ là có 5 cây, 24 cây cáo rất là to, trong đó một cái cây xếp V thẳng đứng rất là đẹp luôn. Và cái lô dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán là 140.000 cô chú anh chị nhá. Cái mùa ghép cáo rất là đẹp trong năm đây ạ. Đấy, cây này cực chất lượng luôn, lá xếp V thẳng tắp luôn như này. Hai cây xếp rất là đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19 ạ. Hình 19 này, cái lô này thì em có 1, 2, 3, 4, 5 cây. Đấy, 5 cây cáo cũng rất là đẹp. 5 cây cáo này em xin phép được 1, 2, 6 cây chứ cô chú anh chị, 120.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20 ạ. Hình số 20 này có tổng tất cả là 11 cây cáo nhá, cô chú anh chị nhá. Hàng không bỏ lá chân và ngắn cực kỳ là xinh luôn. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho hình cáo này ạ. Lá bóng cực đẹp. Sang hình tiếp theo là hình 21, một cái giò cáo thuần. Nếu cô chú anh chị không muốn lấy hàng rời, cô chú anh chị có thể lấy hàng thuần này cho em. Cái giò này em bán 220.000 cho hình 21 này. Hình 22 cũng là hàng lá xếp chậu 4 cây đẹp như vậy, em bán là 210.000. Và hình 23, hình 23 đây ạ, chậu này 3 cây, em bán với giá chỉ 180.000 thôi, 4 cây cô chú anh chị. Hình tiếp theo 24 ạ. 24 em bán là 210.000 cho chậu 24, hàng lá xếp rất là xinh. 25 cái chậu này có 2 cây, em bán với giá là 120.000 ạ. Lá dày rất là đẹp luôn. Và hình 26 là một cái giò nguyên bản rất là xinh. Cái giò nguyên bản này về cô chú anh chị treo lên ạ, xinh rất là xinh này. Hình này em bán với giá là 120.000 cho giò cáo nguyên bản này, có một cây mẹ con với cả thêm một cây rời, tổng là 3 cây. Sau bên này đây sẽ là những cái giò hoàng nhạn ạ. Cái giò hoàng nhạn này về để cô chú anh chị chăm sóc chút để cho mùa hoa năm sau này. Hình 27 là hoàng nhạn. Hình này em bán với giá là 140.000 cho hình 27 này. Tiếp theo 28 ạ. Lá mít tròn vo luôn, ngắn rụt rịt luôn. Cái hình này em bán với giá 150.000. Và hình tiếp theo 29. Cái giò 29 cũng vậy cô chú anh chị này, rất là đẹp. Cái giò này em bán 180.000 cho giò này cô chú anh chị nhá. Đấy, cây bây giờ đang bắt đầu cái mùa ra rễ rất là đẹp luôn như này cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 40 ạ. Cái chậu hoàng nhạn 40 này xin phép bán 150.000. Và hình 41, em cũng bán chậu này với giá là 150.000 cô chú anh chị, 160.000 cho chậu này. Hình 42 ạ. 42 với giá em bán là 150.000. Hình số 31 chứ, hình 31, hình 32 chứ. Hình 32, hình 33 đây sẽ là chậu HO nhá cô chú anh chị nhá. Đây là sẽ là chậu 5 cánh trắng HO, hàng chuẩn mặt bông cây giống đấy ạ. Đấy, vừa rồi thì cái hàng này nó bị gãy thân đấy cô chú anh chị. Vừa rồi là cái thân mẹ của nó cao dài cả mét luôn ạ. Bây giờ nó bị gãy thân và mầm gốc đang đi ngọn, đang đi mầm rất là khỏe như này. Em bán cái giò này với giá là 60.000 đi ạ. Hình tiếp theo chuẩn nhá, chuẩn HO nhá cô chú anh chị nhá, là 5 cánh trắng hiển oanh đấy ạ. Chậu tiếp theo là chậu 34, cái chậu này em bán với giá là 40.000 này. Chậu tiếp theo là chậu số 35, cái giò này em cũng bán là 40.000, chuẩn hiển oanh nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là điệp tím vùng Cao Bằng. Thì em có một cái giò rất là khủng kia cô chú anh chị ạ. Điệp tím vùng Cao Bằng, khi mà trước đây mà cái mặt hoa của điệp tím vùng Cao Bằng, khi mà trước đây cái điệp đang được giá thì mặt bông điệp tím Cao Bằng phải nói là được vô cùng là chào đón. Bởi thứ nhất là cái vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của nó là cái đặc điểm là cánh hoa nó rất là hồng, sáng. Hoa cánh hoa hồng rất là sáng chứ nó không có tối màu cô chú anh chị nhé. Giò điệp nó rất là sáng. Cô chú anh chị nào mà muốn lấy cái trụ này, xin phép em bán với giá là 1 triệu cho giò này. Và em không bao ship cô chú anh chị nhé. Siêu nhiều thân luôn. Cái giò này mà cô chú anh chị về chăm sóc thì
hàng này thì em không lâu lắm rồi em không chăm sóc cô chú anh chị, nên là cái giò nó ngắn tròn vo như này cô chú anh chị mà chăm được cái giò này sang năm siêu khủng luôn nhé cô chú anh chị. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cho em này. Hình này em gọi là hình số 41, em bán với giá là 120.000 ạ. 42 cô chú anh chị này, 42. Với giò mà cây đang đi ngọn cực đẹp luôn, đang hai mầm hoa, một đông chuẩn bị nở ạ, rất là đẹp luôn ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 250.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Hình số 43. Một cái trụ cực đẹp luôn ạ. Một cái trụ cực đẹp luôn như này cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Ôi, bông hoa to đùng luôn này, cánh sáp tròn vo bầu bĩnh rất là đẹp luôn ạ. Mặt bông cực đẹp nhé cô chú anh chị. Em bán cái giò này với giá là 280.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 44. Em bán chậu này với giá là 190.000, đang hai thân hoa mầm gốc. Cái chậu này về cô chú anh chị sang chậu mới nhé. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 45. Chậu số 45 đây ạ. Đấy, mắt đỏ rất là đẹp luôn, cánh hoa hồng mà mắt đỏ. Cực đẹp luôn, ở cái thời điểm bây giờ còn không phải là cái thời điểm là nắng nhé cô chú anh chị nhé. Nếu mà chói nắng nữa thì cái mắt này quá đẹp luôn ạ. Cái giò này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 150.000 cho giò lan này. Và bên này đây sẽ là một cái giò kiếm ạ. Hàng gieo hạt cần hoa dài và thơm nức luôn cô chú anh chị này. Đó, bông hoa kiếm, đây là kiếm Phan Chí Lai hay là cái cây hàng kiếm gieo hạt ấy, từ cái mặt bông đẹp ấy, nên là cô chú anh chị nhìn cái bông kiếm này rất là xinh luôn ạ. Dạ, cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn này. Cái giò lan kiếm này ạ, em xin phép được bán nó với giá là 150.000 cho chậu kiếm này cô chú anh chị nhá. Hoa rất là thơm luôn. Hoa thơm nhẹ rất là thích luôn. Cái lưỡi rất là cân đối cánh hoa, lưỡi rất là cân đối và rất là đẹp luôn. Và bên này thì em còn có một cái chậu này chưa sổ hoa, em bán chậu này với giá 120.000, cũng là hàng gieo hạt đấy ạ. Sang bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4. À đây, đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là mật ong khoái cô chú anh chị nhé. Siêu chất lượng luôn ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn chất lượng mật ong. Cái mùa này là cái mùa mật ong phải nói là ngon nhất trong năm cô chú anh chị nhé. Mật ong khoái này, cô chú anh chị nào mà xem được cái video này lấy một cái mật ong này thì thứ nhất vừa rẻ, chuẩn nhá. Mật ong siêu xịn luôn cô chú anh chị nhé. Em bán hàng cả nguyên sáp như này với giá là 200.000 cho 1kg ạ. Chả dám khẳng định cô chú anh chị là không nơi nào người ta bán giá 200.000 cho mật ong khoái này đâu. Hàng này thì nói chung là dân người ta mua, người ta hay mang lan về bán và kèm theo cái mật ong nên là em lấy luôn ấy. Bên này thì các chế phẩm dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1kg. Rêu rừng 50.000 cho 1kg, rêu xanh 50, duy đỏ 60, Atonic 12.000 cho 1 gói và dưỡng chất AB 85.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ. B12 giải độc cho cây, B1 Thái cũng vừa về cô chú anh chị ạ. B1 Thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho 1 lọ. Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000. Liền da sẹo đen sẽ là 50.000 và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cắt tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 cho 1 lọ. Kinkin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh hàng đấm 15.000 trong một túi nhé. Dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 trong một cuộn. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, thân châu, đậu tương đã ủ men vi sinh ngủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm 35.000 cho một túi ạ. Này em có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.